Xin chào các bạn, mình có hái mấy trái lê ngoài vườn vào ăn với muối ớt Tây Ninh nha các bạn. Lê mình trồng ở nhà nè, hái vào nó rất là tươi luôn. Mình có mua thêm mấy trái mận đào các bạn, hai loại. Cái loại trái mận đào này thì nó có cái nấm nè các bạn. Còn trái mận đào bên đây thì cái vỏ cái màu nó đỏ đậm hơn. Mình ăn chung với muối ớt Tây Ninh nha các bạn. Mình rửa mấy trái lê các bạn để mình ăn với muối ớt Tây Ninh á. Lê này ở nhà mình trồng nè các bạn. Cái trái của nó giống trái ổi các bạn ha. Lát nữa mình xẻ ra cho các bạn xem bên trong, cái hộp của nó ít lắm. Rồi, mình rửa lê rồi. Giờ mình đi rửa mấy trái mận nữa. Mấy trái đà plum á các bạn, ở tiếng ở Mỹ mình thường gọi là plum. Giờ mình xắt lê với đào ra nha các bạn. Mình xắt trái lê này trước. Wow, giòn lắm các bạn. Giống trái cóc các bạn ha. Đây nè, cái ruột của nó chỉ có cái hột chút như vậy thôi các bạn. Cái thịt nó giống trái ổi ở Việt Nam mình các bạn ha. Thì mình xắt thêm trái nữa. Để mình ăn cái trái lê này á, mình đỡ thèm trái ổi ở Việt Nam các bạn. Nó cũng chắc thịt ngon lắm. Cái ruột của nó có chút xíu à. Rồi mình xắt thêm một trái nữa, ba trái. Ba trái là chắc ăn đủ á. Nghe cái tiếng giòn thấy thương các bạn ha. Rồi giờ mình xắt cái trái mận đào này nè các bạn, cho các bạn xem cái bên trong của cái thịt của trái mận đào các bạn. Cái trái của nó có cái nấm nhìn dễ thương các bạn ha. Hey, cái màu của trái mận đào á nó đỏ sậm á, tím tím đỏ đỏ đẹp các bạn ha. Mà không biết chua hay ngọt đây. Tại này là cái trái này mình mua. Để mình gặp cái này. Wow, ở ngoài vườn nó có mấy con chim kêu dữ à nha. Cái màu đỏ sậm đẹp ơi là đẹp. Rồi giờ mình xẻ cái trái mận đào cái vỏ màu đỏ nè các bạn, coi xem bên trong có đỏ giống như vậy không. Ồ, cái màu của nó lợt hơn cái trái bên này các bạn ha. Hai cái màu nó khác nhau. Với hai cái trái mận đào này, hai loại. Ở bên đây thường thì kêu là trái plum. Mình sẽ mỗi thứ một ít ra ăn với muối ớt Tây Ninh nha các bạn. Ừ, cũng giống nhau ha. Rồi mình lấy muối ớt này, muối ớt Tây Ninh nè các bạn. Mời các bạn ăn lê với trái mận đào
chấm muối ớt Tây Ninh cùng mình nha. Giờ mình ăn lê trước nha cả nhà. Mời cả nhà, mình chấm với muối ớt Tây Ninh. Lê nước không à cả nhà. Chua chua ngọt ngọt. Chấm với muối ớt Tây Ninh cay cay. Mặn mặn ngon quá các bạn. Wow. Ngon ơi là ngon. Giờ mình lấy trái này mình cắn ăn nha các bạn. Trái lê nhà trồng nó nhỏ nhỏ trái như vậy nè các bạn, nhưng mà ăn nó ngon. Nó không có chua nhiều. Ngon quá các bạn. Cái trái này nó ngọt hơn cái trái nãy mình mới ăn miếng đó. Giống như là ổi không hột á các bạn. Ở Việt Nam mình á có cái loại ổi đó rất là ngon luôn. Hoặc là ổi xá lì cũng vậy các bạn. Ở bên Mỹ á, chỗ mình ở các bạn bán ổi mắc lắm. Cho nên là mình ở nhà có cây lê này nè, ăn cho đỡ thèm các bạn. Rất là ngon. Nó giòn tan luôn các bạn. Ngọt ngọt. Cái chua của nó thì ít hơn, chứ nó không có chua nhiều. Mình là không chấm muối ớt cũng được, nhưng mà chấm với muối ớt thì có cái vị cay á, chút xíu mặn mặn nó ngon các bạn. Giờ mình ăn cái trái mận đào này nha các bạn. Cái trái mà bên trong cái màu đỏ sậm nè. Mình chấm muối ớt không biết ngọt hay chua đây. Wow. Giòn ngon quá. Để mình ăn cái trái mận đào, cái vỏ đỏ này các bạn. Nó khác cái loại trái này. Mình chấm muối ớt nha các bạn. Mời các bạn. Cái trái này nước không các bạn, mà vỏ cũng mỏng ngon ơi là ngon luôn. Hai loại đào, đào nào cũng ngon hết. Mận đào chứ. Cái độ ngọt của nó cũng ngọt nhiều hơn là chua các bạn. Ngon quá. Wow, mấy trái mận đào hôm nay ngon thiệt các bạn. Lê ở nhà trồng cũng ngon nữa. Cái mận đào các bạn, cái vỏ màu hơi xám xám này nè, với cái trái vỏ màu đỏ các bạn, hai cái nó khác nhau rất là nhiều các bạn ha. Nhưng mà ăn cái vị nó rất là ngon luôn, giòn giòn ngọt ngọt, cái vỏ mỏng tanh nè. Lê của nhà mình cũng ngon luôn các bạn. Không có phần thua kém. Giống như trái ổi gì á, rất là ngon luôn. Đây, mình còn chừa mấy cái lá nè. Nhìn cái trái giống hơi giống trái ổi các bạn ha. Ăn giòn giòn.
ngon lắm. Mình chia sẻ đến đây. Cảm ơn các bạn xem video Hải My trên Cuộc Sống Mỹ. Chúc các bạn một ngày thật vui vẻ, nhiều sức khỏe, bình an. Hẹn gặp các bạn video tiếp theo. Bye bye.